vào Phật. Kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo, hôm nay thì ông Long tiếp tục giảng chương trình về sáng giảng của thầy và nói về tiền thân của Phật thầy Tây An và một vài câu hỏi trong kinh Phật. Mời quý vị toàn thể lắng lòng nghe. Kính thưa ông Long, con cũng mới nghe pháp ông dạy về cái biết và kiến thức, và con mới vào đường đạo tu, và con coi trong thánh giảng của đức thầy có 4 câu, và ông giải dùng cho con hiểu cái chỗ này: Long qua tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con làm việc quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Vậy nghĩa sao 54 câu này? Kính thưa quý vị, hôm nay cũng thức ra các chương trình giải đáp giáo lý Phật giáo hòa hảo cũng như chân lý của đạo Phật. Thì hôm nay có đồng đạo hỏi trong cái bài thi trong thi văn giáo lý của đức thầy. Kính thưa quý vị, 54 câu thi của đức thầy: Long qua tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con thì con lành việc quỷ ma, nếu bản mê mang mùi tục lỵ, linh hồn tìm đắm chốn nê hà. Long qua tiên Phật đáo ta bà, cái chữ long qua ở đây không phải là long qua đã qua rồi, mà chữ long qua này là chuyện sắp tới. Đức thầy cho biết Phật tiên thánh sắp xuống cõi trần này để lập hội long hoa. Ta bà là nói chung cả tam thiên đại thiên thế giới, một cái thế giới này 45 hành tinh trong một cái là ánh mặt trời, thì nó gồm có nghĩa là 45 hành tinh, 45 cái quả địa cầu, nhưng mà chưa đủ nữa, nó mới kêu là tiểu thế giới thôi. Rồi tiểu thế giới, một tiểu thiên nhân cho tiểu thiên thành trung thiên, rồi một trung thiên mới nhân cho một trung thiên mới thành đại thiên, kêu bằng tam thiên đại thiên thế giới, tức là hàng tỷ tỷ thế giới chứ không phải là một hai thế giới. Nghĩa là nói chung cái quả ta bà là như vậy. Rồi bây giờ đến lừa lọc con làm việc quỷ ma, đó là cái sứ mạng của đức thầy dân lệnh đức thực tế để xuống đây dạy cho cái cõi trần này biết tu hiền, biết đạo đức, từ vua quan cho tới dân chúng đều là làm theo con đường lành, làm theo con đường thiện, để được cái sự ủng hộ, cái sự giúp đỡ của trời Phật để sống còn dự hội long hoa, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt nam nữ, không phân biệt các tôn giáo trên thế giới, không phân biệt các màu da luôn. Nếu ai là người được chọn lành chọn sáng, ai là người được chí hiện chí lỵ, ai là người được chân chánh tốt đẹp, thì người đó được sống còn dự hội long hoa, được Phật trời lừa lọc đem cho mình trở về làm dân quân thượng, có thể sống nghĩa là 10.000 năm không làm có ăn, không lo có mặc, sống cuộc đời an vui hạnh phúc, không còn khổ đau như cái cõi trần này, nào đau ốm, nào chết chóc, nào cảm cầu, nào nghèo khổ, đủ thứ hết, không lúc nào được yên. Vì vậy mà nếu người nào được cái sự lừa lọc của Phật trời dạy cho mình tu hiền, mà mình thực hiện được, làm lành nhân dữ, tự hiện được, làm việc chân chấm, thì những người đó chắc chắn được sống còn, bị hội luôn ra. Rồi câu thứ ba, nếu bạn mê mang mùi tục lỵ, bây giờ Phật trời kêu mình thích việc tu, kêu mình bỏ đạo theo đạo, kêu mình tìm con đường giải thoát khổ đau sinh tử, trái lại mình không nghe, mình không thích lĩnh, mình mê mang mùi tục lỵ. Tục lỵ là gì? Tục là thế tục ở cõi trần này, người đời ưa thích danh lợi tình đều là thế tục, ưa thích tiền bạc phú quý quyền quan, ưa thích vật chất đều là thế tục. Nếu bạn mê mang mùi tục lỵ, mê cái mùi tục lỵ thì phải chịu ca đạ, phải chịu khổ đau, phải chịu đời đời luân hồi sinh tử không thoát ra được. Nếu bạn mê mang mùi tục lỵ rồi thì như thế nào? Kính thưa quý vị, cái câu sau kết luận là linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Nó quan trọng là câu đó đó. Cái người mê mang mùi tục lỵ theo đời không chịu thích tỉnh tu hành,
thì phải chịu tội, phải chịu khổ đau. Chứ còn lần này nếu chẳng chịu tu, ngàn muôn kiếp nữa chốn ao tù, thành bùn, thành đá, thành cây cỏ, từng trưng với cài dạng kết thù. Đức Thầy nó chìm đắm chốn đê hà, chữ nê là bùn là đất, chữ hà là nước, là không, là sông là biển, nghĩa là đất mà ở dưới đáy sông cái biển á, không biết chừng nào mà tiến hóa lên được làm một con người, không biết chừng nào tiến hóa lên được mà làm thành viên thánh thật. Vì vậy mà ngay lúc này nếu thức tỉnh tu hành thì còn chưa giải kịp, ngay lúc này nếu thức tỉnh tu hành thì còn tiến hóa lên được. Ngược lại, không nghe lời Phật pháp chỉ dạy, không giác ngộ tu hành thì rồi đây đến cái tai nạn thảm sầu chết chóc ở trong cái cõi hạ ôn mà thế này, thì phải chịu đạ xuống thành bùn thành đất, rồi cái thành những con vật ở dưới đáy biển sâu, không biết chừng nào mà nó tự lên cho được. Kính thưa quý vị, mình nói đến đây thì tôi cũng rất cảm động, rất thương mến tất cả những người bây giờ không biết giác ngộ, không biết ăn năn, thì lúc nào cũng thấy rõ 100% tương lai phải bị khổ sầu, phải bị đời đời không biết chừng nào mà phát sinh được cái sản phẩm. Vì vậy mà vì cái tình thương, vì cảm động mà tôi thiết tha để mà nói lên cái lời của Phật Thánh, kêu gọi tất cả mọi người hiệp với nhau, tôi cùng quý vị quyết chí tu hành để tìm người khác thân, không phải nêu ra một người nữa, không để cho tiền đắm trước lê hàng nữa, mà chúng ta tiến hóa lên con đường Phật tiên khác để an vui hạnh phúc đời đời, không còn khổ đau nữa. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên sẽ trình bày đến đây kết thúc. Để con đọc của ông thầy Thiền Kêu ở Tân An nghe nha. Có hỏi ai là ai đó. Rồi kính thưa bậc y tu sĩ, mấy anh dài thì con cũng có hỏi qua về cái câu ai là ai chủ ai đó. Ai tới ai và tới về chủ đi về đâu, thì con hỏi cái đó cũng có ý là không tốt. Và đối với bậc y tu sĩ, hôm nay con cũng xin là sám hối với bậc y tu sĩ. Bậc y tu sĩ trả lời con nghe một cái là rất là tuyệt vời và vô cùng vô tận vô biên, không thể nào tả nổi được cái sự hiểu biết bậc y tu sĩ. Và con cũng xin thành thật là sám hối bậc y tu sĩ và con có cái ý là không được tốt. Hôm nay thì con có nghe bậc y tu sĩ giảng, con rất là hài lòng lắm và rất kính mến bậc y tu sĩ. Và con chân thành chúc cho bậc y tu sĩ được nhiều sức khỏe và nhiều giấc chúng sanh được đến bờ giác ngộ và giải thoát cho cuộc sống khỏi luân hồi sanh tử đau khổ kiếp người này. Bậc y tu sĩ cũng là một người hiểu biết rất sâu sắc về kiến tánh. Và hôm nay con cũng hỏi thêm một câu nữa và nhờ bậc y tu sĩ trả lời cho con. Kiến tánh và đạo giác thường minh, hai cái này nó như thế nào, là y tu sĩ trả lời cho con hiểu. Kính thưa quý vị, kiến tánh và đạo giác thường minh, hôm nay tôi cũng rất thông cảm với vị trụ cao ở chùa để nói lên cái lời nói của mình, có cái ý để mà bàn luận thêm về vấn đề đạo đức. Thì hôm nay tôi cũng xin góp ý và cái đề tài vừa hỏi và các y tu sĩ dạng thưa quý vị, cái chữ kiến tánh thường thường thì nó là một cái danh từ đại diện cho nhiều danh từ, nó là tên khác của chân tâm, tên khác của cái biết. Hiện giờ chúng ta đang có cái lặng trang sáng rỡ, nó chưa soi chiếu tất cả dạng vật, cái gì đến nó cũng biết hết. Nó là cái Phật tánh lặng trang sáng dở, rõ ràng biết vô sanh. Cái Phật tánh vô sanh này là mang lực nhận biết tất cả, mà nó không có hình tướng gì hết. Cho nên vì vậy và nó là bất sanh bất diệt, nó là Phật tánh. Cái người nào cảm nhận được cái chỗ này luôn luôn lặng trang sáng dở, bất sanh bất diệt, không khởi lên vô buồn vô giác, không khởi lên một ý niệm gì cả, thì gọi là kiến tánh. Trên từ kiến tánh là danh từ thành thật, trên từ kiến tánh là danh từ đắc đạo, trên từ kiến tánh là danh từ niết bàn, trên từ kiến tánh là danh từ tịnh độ, trên từ kiến tánh là mười phương chư Phật,
được mọi đạo bộ lắc đạo cũng từ linh từ trí sáng này mà ra, mà trí sáng nói cho dễ hiểu hơn là lúc nào cũng nhận ra cái biết mình rõ ràng minh bạch, không còn mê lầm, không còn nghi ngờ gì cả, lúc nào cũng tin mình đang có tánh thật và tu ngay tánh thật, chứng ngay tánh thật và cũng hành ngay tánh thật đó, quyết tâm tin chắc như vậy, lúc nào cũng không lời không xa cách, gọi là người trí sáng. Rồi kế đó là đạo giác thì minh năng, đạo giác thì minh đạo giác chỉ đạo là tâm, chỉ đạo là cái biết, là tâm là tâm, chỉ giác là hiểu biết, là giác ngộ. Các người hiểu biết giác ngộ rồi thì lúc nào tâm hồn cũng luôn luôn sáng suốt, không còn mê lầm nữa, gọi là thường minh. Thường minh có nghĩa là sao? Cái bóng tối thì nó bị cái ống sáng chiếu đó thì nó thay đổi mất cái bóng tối trở lại ánh sáng, mà ánh sáng bị bóng tối thì ánh sáng mất nó trở lại bóng tối, như vậy không được thường minh. Còn cái đạo giác thường minh là Phật tánh của chúng ta, bóng tối đến thì nó cũng biết, ánh sáng đến nó cũng biết, ban ngày đến nó cũng biết, ban đêm đến cũng biết, như vậy nó là thường minh. Dù trời tối nó vẫn biết, dù trời sáng nó vẫn biết, dù trong lúc ngủ nó vẫn biết, dù trong lúc thức nó vẫn biết, lúc nào nó cũng thường hằng, không lời không cách một chút nào. Lúc nào chúng ta không trốn khỏi cái tánh biết nó được, cũng giống như con cá. Con cá thì nó ở trong nước, nó hấp cũng ở trong nước, nó bơi lội cũng ở trong nước, nó dính nước tự động gì ở trong nước, nó không trốn khỏi nước được. Thì chúng ta cũng vậy, cũng không trốn khỏi tánh giác thường minh được. Vì đi đâu thì ta cũng biết mình đi đâu, nói cái gì thì chúng ta cũng biết mình nói cái gì, ngủ thì tự mình cũng biết mình ngủ, thích mình cũng biết mình thích ăn, mình cũng biết mình ăn, khi đứng thì tự biết tất cả, thì đó gọi là cái tánh giác tự nhiên, gọi là tánh biết tự hành, lúc nào cũng bất chân bất diệt, không lời không cách chúng ta lúc nào, chúng ta cũng không bao giờ bỏ nó được, lúc nào nó cũng biết. Nếu không có cái biết thì cái thân này giống như thây ma chết liền một chỗ, còn có cái biết thì nó mới cử động, mới nhúc nhích, mới đi đứng mà ngồi được, giống như cá phải có nước, con người phải có thân biết, tức là phải có hư không mới trùm chứa được dạng vật, có hư không thì dạng vật mới sống được, còn không có hư không thì dạng vật cũng không sống lại được. Không có thân biết này thì con người cũng không tồn tại, trời đất cũng không tồn tại, dạng vật cũng không tồn tại. Vì vậy mà cái quan trọng cái chỗ đó, nhận được cái tánh giác ngộ kiến tánh, cũng nhận được cái tánh giác tự minh này, thì danh từ nó có khác nhưng mà cái lý nó thì cũng như nhau chứ nó không khác. Nếu người nào ngộ được cái chỗ này thì chắc chắn tu là không bắt đầu. Cái này có liên quan với chú nè, con này con hết bố à. Chúng đưa bạch y cư sĩ, cái giác bạch y cư sĩ và với cái giác Đức Như Lai Thế Tôn là như thế nào? Dạ, tiếp theo là thì sẽ hỏi thêm một câu nữa. Cái giác của tôi, cái giác của Như Lai thì đồng hay là khác, hay là nó như thế nào? Kính thưa quý vị, nếu là cái giác thì không những là của tôi và của Như Lai mà của tất cả chúng sanh đều đồng như vậy. Dù là tùy theo cũng cái giác đó, dù là tôi cũng cái giác đó, dù là các sư cô ở trong chùa cũng cái giác đó, dù là người đời cũng cái giác đó, dù người nam người nữ cũng cái giác đó. Mà tại sao có cái phân biệt không giống nhau? Là tại vì người ngộ được cái tánh giác, sống được với cái tánh giác thì mới phát minh được cái trí bát nhã, sáng suốt thông minh mà tìm mọi cách để độ mình và độ tất cả chúng sanh thì gọi là Phật. Còn người mà không ngộ tánh giác, sống theo cái tâm mê chấp cái thân này, rồi bị ngũ uẩn tứ đại nó lôi kéo mình vào con đường sinh tử, đời đời luân hồi sinh tử không thoát ra được, thì do cái mê và nhiễm và cái giác ngộ không nhiễm, hai cái nó có khác nhau. Với cái tánh giác của tôi và tánh giác của tỳ kheo, tánh giác của Như Lai và tánh giác của tất cả mọi người nam nữ chúng sanh cũng đồng là tánh giác, nó không khác nhau một chút nào cả. Kính thưa quý vị, còn có hơn có kém, các vị Phật tiên cũng vậy, là do quá dị và do công tu hay là công đức, nhưng mà đúng về chỗ Phật tánh thì chỉ là Phật tánh thôi, không có gì khác nhau cả. Rồi kính thưa quý vị, đề tài của tỳ kheo hỏi tôi trình bày đến đây kết thúc. Thì xin kính thưa quý thầy tỳ kheo, nó muốn trả lời câu hỏi của thầy đi về sau. Thì hôm nay thì mình
Ông với bạch y cư sĩ thì cũng chia sẻ và đồng định đạo để mà cho hiểu biết nhau, mình cùng trợ duyên với nhau trên cái đường tu học của mình. Chứ năm ông năm đây thì ông không có lỗi phải gì đâu. Thôi chuyện gì mình cũng đừng có sám hối gì nữa nghe thầy Kỳ Kheo. Cảm ơn ông rất nhiều nha. Kính thưa ông Nam, con cũng là nghe pháp của ông mà mới vào đường đạo tu đây, mà con ở cũng rất xa, con ở ngoài Sài Gòn lắm. Con nghe ông nói cái chỗ là kính chi hiển di, nghĩa là sao vậy ông Nam? Và một câu nữa trong sấm giảng của Đức Thầy là trời một mở cửa quỷ dương xuống thế, cái này con chưa hiểu, nhờ ông Nam giảng cho con hai câu này. Kính chi hiển di. Dạ, kính thưa quý vị, sở dĩ mà nói đến cái câu kính di hiển di, cái câu sách đó là để cho mình đúng với cái cách xử sự đối với những tà phi ngoại đạo, đối với những phi ly tà đó, hay ngũ hành đó, họ cũng linh tính, họ cũng màu nhiệm, họ cũng thành không như Phật vậy, nhưng họ chỉ thiếu cái lậu bệnh tham thôi, chứ ngủ không cũng chẳng có đủ. Thành thử ra nếu mình có cái thái độ kinh kỳ hay có cái thái độ phản ứng gì đó thì coi chừng mình bị người ta làm cho mình nguy hiểm về tính mạng, đau ớn, tai và quả đời chẳng hạn. Vì vậy mà nếu mình người biết đạo khôn khéo thì mình nên thực hành cái câu của Thánh Nhân nói chính nguy hiểm kỳ, tức là đối với các vật đó mình phải kính trọng, chứ mình không dám kinh mạng, không dám chê khen, không dám cười tật gì cả, mà là mình nên sao đánh là tốt nhất. Nghĩa là mình sao đánh thì mình không bị hại, mình sao đánh thì mình khỏi tai họa, mình sao đánh thì mình khỏi bị lôi kéo vào đường tà, khỏi bị khổ đau, khỏi bị chết chóc thảm sầu. Vì vậy phải kính đi nghĩa chi. Trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Bây giờ đến cái câu Đức Thầy ở trong sách giảng, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu thế. Kẻo chiến tranh bị khổ nửa chừng, bệnh khổ quá chừng, ta quỷ dương đi lứng nửa lần, thêm tên thủ chúng sanh nó biết. Đó, Đức Thầy nói luôn một giọt như vậy, là nó đúng cái thời kỳ rồi. Để lọc lửa, tà tránh, để phân biệt đâu đúng đâu sai, để chọn lựa những người chân chánh lương thiện, chọn lựa những người tốt đẹp để lập đời thượng ơn thánh đức. Cho nên mới có cái cuộc thử thách trên cõi trần này, cho nên mới có cái cuộc trời mở cửa quỷ dương xuống thế, tức là mượn những cái tay quỷ dương này để trừng trị cái ác, trừng trị những người hung bạo. Vì vậy mà Đức Thầy mới ra đời dạy đạo, cho mình tu hành, mình làm điều chân chánh, làm điều lương thiện, có lòng từ bi, ban phước cứu khổ cho đời, giúp ích cho mọi người được an vui hạnh phúc, mọi người được khổ đau, thì mình mới khỏi cái tai họa này. Còn trái lại, mình làm những việc hung dữ tội ác thì đồng với quỷ dương, thì vậy mà phải bị quỷ dương nó bắt hồn mình, nó làm cho mình phải chết, phải thảm sầu, rồi đi làm tôi cho ma cho quỷ. Vì vậy mà bây giờ mục đích Đức Thầy nói câu đó là Đức Thầy cho biết rằng cái vào thời kỳ quỷ dương xuống thế để diệt trừ những người hung ác, những người tội lỗi, những kẻ bạo tàn, làm cho dân chúng đau khổ, làm cho nhân dân chết chóc, làm cho nhân lại tan nát thảm sầu. Vì vậy mà đây là thượng đế trừng trị. Còn bây giờ những người nào muốn khỏi cái tai họa đó, muốn khỏi cái chết chóc thảm sầu đó, thì những người đó nghe lời Phật, nghe lời Thầy dạy dỗ cho mình trở lại con người lương thiện, con người tu hành, con người đạo đức, biết đem của cải ra bố thí giúp đời, biết đem công cán ra giúp cho mọi người bớt đau khổ, biết đem đạo đức ra truyền bá cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Nếu người nào được như vậy thì chắc chắn được ân huệ, sau này có ngôi vị, có thể thành tiên bát Phật, có thể làm những việc có lợi ích cho chúng sanh trong nước ngoài nước và tất cả chúng sanh trên thế giới. Vì vậy mà chúng ta tu hành thì phải hiểu cái điều này. Nếu không hiểu rồi mình sai lầm, mình làm tội ác, mình làm gian lan, mình làm khổ sở cho mọi người, thì không khỏi cái lực trừng trị của Thượng Đế là bị quỷ dương nó diệt mình, nó phá hoại mình, nó làm cho mình đau khổ chết chóc thảm sầu, không thoát khỏi đi ra được. Kính thưa quý vị, qua cái đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Xin kính thưa ông Nam,
con ở dưới Cà Mau mà mùa bệnh dịch này đến thăm ông không được, ông cho con xin hỏi hai câu trong điển đạo của con hai thanh sĩ, dạ ông Nam giảng dừng cho con hiểu. Câu thứ nhất là đường về Phật quả nhà tu hành có những thứ gì, và câu thứ hai đường bỉ ngạn sinh bằng hữu nghĩa là sao? Yeah. À, kính thưa quý vị, qua hai câu thứ nhất của cậu Hân Thanh Sĩ lần đầu hỏi thì cũng có hơi cặt một vài chữ, tôi xin đọc lại cho nó chính xác. Cái bài này trong cái bài rằm tháng 10 của bà mẹ Ngài Thanh Sĩ nói lại với Ngài Thanh Sĩ. Cái này là bài rằm tháng 10 của cái ông sư Thiền Đức, của ông sư Thiền Đức nói chuyện với cậu Hân Thanh Sĩ. Xin hỏi ông đường về Phật quả nhà tu hành cần có những chi, ta rằng không nên có những gì mới có thể là quy Phật quả. Cũng như cái ông sư Thiền Đức này, ông muốn hỏi cậu Hân Thanh Sĩ chứ bây giờ mình tu mà muốn về cõi Phật phải mang theo cái gì. Thì cậu hai thanh sĩ trả lời với ông sư là không mang theo cái gì hết là mới có quy Phật quả được. Là cái đại ý nó như thế này, hồi mẹ cha mình sinh ra đó chỉ có cái thân thôi, còn trần ruồng chưa có quần áo nữa, sao mình cũng sống đâu có chết. Rồi bây giờ mình lớn lên mình tạo đủ thứ hết, nào nhà cửa, nào xe cộ, nào quần áo, nào vật chất ruộng vườn gì đủ thứ hết, mà hỏi thăm thì ai cũng nói sự thiếu cũng tạo nữa chứ không có ai dư hết trơn. Vì vậy mà bị như vậy đó, chúng sanh luôn ngồi sinh tử tu hoài mà không có ai quy Phật quả hết đó. Là bởi vì mang của cải vật chất này làm sao mà về Phật được, làm sao mà giải thoát được. Cho nên Ngài nói hết sức là tuyệt vời, ta rằng không nên có những gì. Bây giờ mình buông hết tất cả, không dính mắc cái gì hết, giống như hồi mới sanh ra đi, không có gì hết. Nếu được như vậy đó thì sẽ vui Phật quả, có nghĩa là mình được trở về nơi cõi Phật, được an vui hạnh phúc. Cũng như tôi nhắc sơ qua câu chuyện của Tam Tạng Kinh Kinh đó, ban đầu nó là không có cái lễ vật, mới đem cho cái kinh vô tự. Vì vậy mà phần nhiều ta lên án đó, ông A Nan Ca Diếp còn hối lộ, không có cái lễ vật lên cho kinh vô tự, rồi sao mới bị yêu nó giật đổ ra biết kinh vô tự, vì vậy mà mới trở lại mới thỉnh kinh có tử. Rồi sao A Nan Ca Diếp phải đòi đem lễ vật cái bình bát hiến cho nó là thật rồi mới được lãnh kinh có tử. Thật ra thì cái chỗ này không phải là hai ông này đòi hối lộ, mà đó là một cái sự thật. Tại vì hồi đi á, Tam Tạng là được thật cho cái bình bát để mà đi thỉnh kinh. Rồi giờ kinh đã thỉnh được rồi thì cái bình bát đem về làm gì? Thì vì vậy mà cái bình bát của Phật thì phải trả lại cho Phật, nhà tu hành không có gì hết. Vì vậy mà mới đúng cái lễ vật mà phải được kinh có chữ đó. Cho nên cái thỉnh kinh vô tự thì đúng lắm, là vì cái đó là Phật tánh. Nhận ra chỗ này thành Phật khỏi cần chữ nghĩa gì hết, nhưng mà cái người trình độ thấp thì không biết được tu, phải thỉnh kinh có chữ về người ta mới nghe, mới hiểu và mới tu hành được. Cho nên là sao duyên cái bình bát mới thỉnh được kinh có chữ. Thì ở đây giống như cái ý đó vậy đó, đường về Phật quốc thì phải tay không, chứ mang theo vật chất thì cũng về được. Rồi cái câu sau kế đó, đường bỉ ngạn sinh bằng hữu vậy đó. Còn câu sau nữa, đường đi bỉ ngạn không bằng hữu, cái câu đó thì ở trong tinh thần. Đường đi bỉ ngạn không bằng hữu. Đường bỉ ngạn là đường gì? Là muốn nói cái đường mà bên kia, cái đường về bến giác, cái đường về Phật, cái đường đó không bằng hữu. Thì bây giờ trên thực tế, quý vị đi đến thấy cái số đông mà quý vị đủ làm từ thiện, làm xã hội thì người ta hưởng ứng gần gần. Quý vị kêu bắt cầu bồi lộ thì người ta cũng đến đặt hẹn. Trái lại quý vị kêu thành Phật tu giải thoát thì không có mấy người hết. Chứng tỏ là như vậy đó, đường đi vĩ hạn không bằng hữu.
cái người kiến tánh thành Phật, cái người dám tin mình tu thành Phật, cái người hoàn toàn chán cái cõi đời khổ lao danh lợi này thì nó rất thích đó. Vì vậy mà mình muốn kiếm cái người đó làm bằng hữu để mà đi lý ngạn thì không có. Mình muốn giác ngộ, muốn thành Phật thì kiến tánh thành Phật, nhận ra Phật của mình, sáng lập ra một cái đường lớn sáng suốt tu hành để mình được thành công đắc đạo, chứ không thể rủ một chú lông mà đi lý ngạn như mình được, không đủ một chút lông mà tôi giải thoát được. Vì vậy mà cái câu đường đi dĩ ngạn không mà hưởng của Đức Phật muốn nói rằng cái đạo Phật giải thoát thanh tịnh cứu cánh này cao siêu tuyệt trời, người thông thường không thể nghe nổi, người thông thường không thể làm được. Cho nên mình đủ đi dĩ ngạn thì chỉ có những người trí thức mới nhận được, mới chịu đi thôi, chứ cái người thông thường thì không bao giờ chịu đi. Vì vậy mới kêu là đường đi dĩ ngạn không mà hưởng. Kính thưa quý vị, qua cái đề tài trên tôi cũng trình bày đến đây là kết thúc.